Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà phê Nhân phẩm. Trong video này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu một số đội hình leo rank trong phiên bản đấu tranh chân lý 5.5. Vào sáng nay thì 11.16 đã chính thức cập bến và nó mang đến rất nhiều thay đổi vĩ đại, như việc cung thủ được mang trở lại meta, thần sứ nhận buff cho hai vị trí Garen, Karma, cộng thêm việc Nocturne bị làm lại hoàn toàn kỹ năng. Nhưng thay đổi lớn nhất chính là việc kỹ năng của Lucian giờ đây được tính là các phát bắn thường, nên nó áp dụng tất cả các hiệu ứng đòn đánh. Và từ đấy nó mở ra vô số hướng lên đồ thú vị khác cho quân cờ này. Video hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một đội hình leo rank rất thú vị với chủ lực Lucian và một loạt các biến thể về trang bị của anh ta nhé. Try to keep up. Try to be less beautiful. Cà phê Nhân phẩm hiện đã có fanpage và cả TikTok. Anh em cờ thủ nhớ follow qua đường link dưới phần mô tả để tăng thêm nhân phẩm mới nha. Sau bảng cập nhật 11.16, hai pháo thủ đã bị giảm sức mạnh, kèm theo Tristana cũng lên dĩa. Do đó các đội hình đánh hai pháo thủ kiểu 6 ác quỷ kẹp thêm Lucian đã không còn quá hiệu quả. Thế nên dùng 4 pháo thủ có vẻ hiệu quả hơn. Và trong số những đội hình kết hợp với 4 pháo thủ, mình thấy hiện 4 hiệp sĩ đang khá hiệu quả. Với việc Leona được cho sẵn 40 mana khởi đầu, cô ta sẽ kích được kỹ năng rất sớm để làm lá chắn vững chắc trong giai đoạn đầu game. Poppy thì đi cùng Tristana, mà mốc 2 ác quỷ được tăng tốc đánh từ 5 lên 10%. Thresh có thể cùng Miss Fortune tích trữ sức mạnh khá tốt. Về cuối game thì có thể đánh hẳn 6 hiệp sĩ nếu ra được ấn hiệp sĩ, hoặc thay Poppy, Leona bằng Galio và Garen. Đây là hai quân vừa được bóp rất mạnh. Galio có thời gian chống chịu lâu hơn, máu hồi lại nhiều hơn, trong khi Garen được giảm mana tối đa xuống, tạo điều kiện cho hắn dùng chiêu liên tục. Tâm điểm của đội hình này vẫn là Lucian, với cơ chế kỹ năng giờ đây cho phép anh ta dùng được rất nhiều loại trang bị khác nhau mà vẫn hiệu quả không ngờ. Điều đó sẽ giúp chúng ta dễ xoay sở hơn trong trường hợp đồ ánh sáng không có nhiều món phù hợp. Giờ đây đánh Lucian không còn phải phụ thuộc vào những món đồ ghép từ kiếm BF nữa. Trong video này, mình cũng sẽ review lại từng hướng lên đồ cụ thể và tác dụng của chúng cho anh em xem nhé. Trước hết là cùng xem qua đội hình và cách vận hành của nó đã. Team của chúng ta sẽ bao gồm Senna, Tristana, Miss Fortune, Lucian kết hợp cùng Thresh, Nautilus, Galio và Garen. Lên cấp 9 anh em có thể bỏ thêm Rell vào cũng được. Nó sẽ cung cấp lượng giáp rất ổn, đồng thời cú buff khiên của Rell sẽ bảo kê cho Lucian cực tốt. Trong đội hình này, anh em nên để Lucian cùng Miss Fortune và Tristana ở góc phải, do chúng ta sẽ tận dụng Miss Fortune cầm các món hỗ trợ. Thresh để ngay phía trên Lucian để tránh chủ lực bị áp sát bởi một số sát thủ. Ở vị trí đấy, hắn ta cũng sẽ có thể kéo vào những góc xa của đối thủ. Senna đặt ở góc trái để thu hút kỹ năng kẻ địch, do cô ta cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Hàng trên sẽ là Nautilus, Galio, Garen. Trong vài trường hợp, anh em nên để hàng chắn này lùi xuống một ô, mục đích là để kéo giãn đội hình địch, kéo các vị trí trong góc ra để Thresh có thể kéo đúng vào các chủ lực của đối thủ. Bây giờ cùng đến với bộ trang bị của team nào. Như mình đã hứa, trong phần này mình sẽ review kỹ nhiều kiểu lên đồ của Lucian cho anh em có thể thưởng lãm. Đầu tiên cần có một chút giải thích thế này. Không phải tất cả các phát bắn của Thanh Trừng đều được tính là đòn đánh thường, mà mỗi hai đòn xen kẽ mới được tính một lần. Dù nó hơi phức tạp, nhưng trong video này chúng ta cùng xem thực nghiệm là sẽ hiểu rõ hơn. Đầu tiên, nói về cách lên đồ mình ưng ý nhất, đó là ba cái quyền năng khổng lồ. Món này cho sát thương tay và sức mạnh phép. Đồng thời khi tích đủ 25 số thì nó còn cho thêm 25 giáp và kháng phép. Nếu cầm đủ 3 cái, khi đạt đủ cộng dồn thì một Lucian 2 sao sẽ có khoảng hơn 270 AD, 250% AP, 160 giáp và 100 kháng phép. Những con số cực kỳ ấn tượng. Nếu chúng ta có phiên bản ánh sáng thì tác dụng của nó còn cao hơn thế nữa. Một trang bị cho cả sát thương và phòng thủ thì ngon quá đúng không? Tuy nhiên điểm yếu của nó lại là cần thời gian tích số. Với một lần tung Thanh Trừng, Lucian sẽ tích được từ 10 đến 12 số và anh ta sẽ đạt tối đa sau khi trận đấu bắt đầu được khoảng 15 giây. Theo mình thấy thì với 4 hiệp sĩ, thời gian cầm cự này là đủ, miễn là có Galio 2 sao. Lối lên đồ thứ hai là Cuồng Đao Gunsu và mình cũng tích đủ 3 cái cho Lucian. Bộ này có ưu điểm là tăng tốc đánh cực nhanh, giúp chủ lực của chúng ta trở thành khẩu súng máy, xả đạn liên tục. Nhưng con số này lại bị giới hạn ở 5.0 tốc đánh. Anh em cũng sẽ mất khoảng 15 giây để đạt đến giới hạn tối đa. Tốc độ thì có vẻ là ghê gớm thật, nhưng quả Thanh Trừng sấy không đau lắm. Đặc biệt là nó không kích được nhiều nội tại pháo thủ như mình nghĩ. Một lần tung Thanh Trừng chỉ ra được khoảng 3-4 quả bom thôi. Có lẽ nó có giới hạn gì đó ở đây. Được cái là tốc đánh nhanh thì tích mana rất nhanh, nên lên đồ kiểu này sẽ thấy cả game đấu anh ta dùng chiêu mà thôi.
nếu anh em mà có phán quyết đao thì cũng chẳng nên lắp thêm cuồng đao nữa. Vì như mình đã nói, giới hạn tốc đánh chỉ là 5.0 thôi. Tiếp đến thì mình thử giao điện, tiếc là không có phiên bản ánh sáng. Điểm lợi của kiểu chơi này là có sẵn mana nên vừa vào trận là tung chiêu ngay. Vì vậy con sát thủ nào mà nhảy vào mồm nhiều khi bốc hơi luôn. Sát thương của nó phần lớn nằm ở các lần giật điện. Vì Lucian dùng đồ này không có sát thương tay cộng thêm. Mỗi lần thanh trừng sẽ giật được khoảng 3-4 phát. Mỗi mục tiêu bị giật 70 sát thương. Tức là một lần tung chiêu sẽ gây tầm 900 sát thương phép với một cái giao điện. Vậy nên nếu lên kiểu này thì phải chơi hẳn 3 cái nhá. Mà giao điện ánh sáng thì càng ngon nữa. Anh em có thể đánh thế này nếu Miss Fortune xanh sớm và có đồ ngon, vì kháng phép bị giảm từ giao điện khá đáng kể. Cuối cùng mình cũng đã chơi 3 cái cùng cung để tạo thêm 3 tia khác nhau tấn công qua các mục tiêu phụ. Kiểu lên đồ này thì cũng giống cuồng đao, đó là thiếu sát thương do không được cộng thêm đam tay. Bù lại thanh trừng sẽ gây sát thương lên các mục tiêu phụ khá là mãnh liệt. Tổng sát thương chắc cũng tương đương giao điện. Tuy vậy mình cho là nên có thêm cung xanh để các tia phụ có thể xuyên giáp các mục tiêu lân cận. Tia phụ cũng không kích được nội tại pháo thủ, nên nếu không có xuyên giáp thì sát thương khá là yếu. Đây cũng là lời khuyên của mình, nếu anh em chơi kiểu nhiều cuồng cung Runan hoặc cuồng đao Gunsu thì nên có thêm cung xanh để các phát bắn mạnh mẽ hơn nhé. Tổng kết lại, mình cho là lối lên 3 cái quyền năng khổng lồ sẽ ưu việt nhất, do nó vừa cung cấp sát thương rất lớn lại có thêm khả năng chống chịu. 160 giáp, 100 kháng phép là con số đáng nể với một chủ lực. Ngoài ra mấy cái giáp vải cũng dễ lấy hơn các đồ khác. Các vị trí còn lại trong team thì anh em hãy tìm bộ trang bị phòng thủ thật gắt để Galio cầm. Giáp gai, vuốt rồng, giáp máu, thú tượng thạch giáp là những món cần thiết để cầm cự trước sát thương của đối thủ. Cuối cùng, rất cần một cái vuốt bẫy cho Miss Fortune nhằm bảo kê để Lucian được bắn. Đặc biệt là tránh ăn khống chế khi đang tung chiêu. Về cách triển khai, đội hình này tương đối dễ vận hành. Như mình đã nói, đầu game anh em có thể lấy hai hiệp sĩ là Leona cùng Poppy, đi kèm hai pháo thủ là Tristana và Senna là ổn. Đánh từ từ, lên cấp 5 và bắt đầu tích tiền là được. Bắt thêm Thresh và Nautilus để đánh 4 hiệp sĩ. Nếu không có như vậy thì anh em có thể khởi đầu vào một số team khác như 4 ác quỷ, hoặc đánh theo suy vong với hai cung thủ kẹp thêm hiệp sĩ và kỵ sĩ. Đồ đạc thì bỏ cho Vayne cầm. Vì tập trung vào Lucian mà những lối lên đồ mình liệt kê đều cần cung gỗ, nên chắc chắn đầu game anh em cứ cố bắt được 1-2 cái cung. Vừa còn lại hãy chơi đến màn 36 xem đồ ánh sáng cho cái gì, rồi hãy quyết định kép nhé. Đầu game thì ngoài cung ra cũng nên tìm đồ thủ cho các hiệp sĩ cầm trước. Bỏ cho Leona là hợp lý nhất vì cuối game chúng ta sẽ bán để thay Galio vào. Nhưng món như giáp lửa hoặc giáp máu ghép sớm sẽ khá là ngon. Anh em có thể up sớm cấp 7 nếu thấy thọt nhằm có cơ hội nhận được Lucian. Nhìn chung đội hình này chủ yếu phụ thuộc vào việc chúng ta sớm có Lucian hay không mà thôi. Nếu không thọt quá thì cứ chờ đủ tiền để up cấp 8 là được. Lúc này hãy roll để có Lucian và Galio 2 sao. Nếu chưa có Garen thì cứ xài Poppy cũng được, không sao. Anh em có thể bắt Brel bỏ vào team nếu nó lên được 2 sao. Khi đã có team ổn rồi, tích tiền và hướng lên cấp 9 là được. Trong đội hình này, nhớ cố gắng thay đổi vị trí sao cho bảo kê Lucian thật tốt, vì anh ta là chủ lực duy nhất. Về ưu điểm, Lucian với cơ chế kỹ năng mới có rất nhiều kiểu lên đồ. Đội hình rất cơ bản và dễ hoàn thành sớm, công thủ đều ổn. Nhược điểm, dễ toang nếu gặp các team sát thương phép. Trong meta mới thì Lucian sẽ bị tranh khá nhiều. Ok, không biết anh em cảm thấy thế nào với Lucian biến ảo khôn lường này. Bị giảm máu nhưng bù lại có thêm rất nhiều kiểu lên đồ khác nhau. Đó là lợi thế cực lớn. Anh em hãy tận dụng cơ chế mới này để khiến đối thủ bất ngờ không kịp trở tay nhé. Đặc biệt là đừng quên Lucian khổng lồ theo phong cách Attack on Titan. Hãy thử nghiệm và quay lại cho bọn mình biết kết quả nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.